Đại ca, mau cứu em với. Đại ca, đại ca. Chú Long, sao vậy? Bị ba tôi đuổi khỏi Quả Thần Bang, bây giờ làm ăn ngày càng lớn. Sao có thể ức hiếp em trai tôi vậy? Làm trưởng bối ức hiếp tiểu bối thì không tốt lắm đâu. Tới đây, lục soát đi. Hào Kiệt không sao, chút nữa sẽ về nhà thôi. Ba còn đang chờ em tham gia lễ khai trương trong nhà. Em không muốn tham dự bất kỳ lễ khai trương nào đâu. Anh mau kêu họ thả em ra đi. Em không chịu được, không chịu nổi nữa. Chú Long, lập tức đưa đám anh em của chú rời khỏi Thượng Hải. Thả em trai tôi ra. Đường Hào Cường, nay cậu cũng đã tới. Tôi cũng biết hôm nay tôi không có cửa thoát, gặp phải xui xẻo. Tôi uổng công làm việc thay người. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, tôi sẽ không xin cậu tha cho tôi con đường sống đâu. Chú Long, lăn lộn trên giang hồ khó tránh có lúc phản bội. Tôi nghe hiểu ý của chú, chịu sự ủy thác của người khác. Như vậy đi, người kia cho chú bao nhiêu? Tôi đưa theo, còn cho chú thêm 100 ngàn. Nói cho tôi biết tên của người kia, chú thấy sao? Cậu có thể tha cho tôi sao? Tôi vận chuyển đạn dược cho người Nhật, ba cậu xém chút đã lấy mạng tôi. Đường Anh Minh lúc nào chưa đường sống cho người khác? Lần trước không phải đã tha cho chú rồi sao? Nếu không phải tôi xin thay chú, bây giờ có lẽ chú đã ở dưới đáy sông Hoàng Phố rồi, đúng không? Nói ra thì chú năm đó cũng giúp ba tôi có được thiên hạ. Có một điểm chắc chú biết rõ, ba tôi hận nhất người khác làm việc giúp người Nhật. Chú đã giúp, nhưng ông ấy niệm tình xưa nên không ra tay với chú. Bây giờ cửa hiệu Vinh Hoa của Đường gia sắp khai trương, Đường gia may mắn. Như vậy đi, chú thả em trai tôi ra. Chuyện này coi như cho qua, cầm tiền rồi biến. Nhưng có một chuyện, cả đời này chú không thể ở lại Thượng Hải. Tìm một nơi sống an nhàn qua ngày đi. Chú Long, đại thiếu gia đã nói như vậy rồi, chú cũng nói như vậy. Vốn dĩ không muốn lấy mạng của nhị thiếu gia, chúng tôi cần tiền mà. Được thôi, họ đồng ý cho tôi 100 ngàn, tôi cho chú 200 ngàn. Được. Tiền đâu? Tôi muốn tiền mặt. Lúc tới đây tôi nhờ thuộc hạ đi lấy rồi, cho nên một mình tôi tới đây. Như vậy đi, chú thả em trai tôi ra trước, để tài xế đưa nó về nhà. Tôi ở đây đợi tiền tới đưa cho chú. Chú hãy thả tôi đi. Không được. Tôi trông chừng được Đường Hào Kiệt, nhưng tôi không trông nổi Đường Hào Cường cậu. Hai người ai cũng không thể đi. Đại ca, có xe tới. Xong hết rồi. Tiền mang tới chưa? Đem rồi, nhưng không có nhiều tiền trong tài khoản. Tôi lấy 300 ngàn. Chú Long, chú còn làm giao dịch này với tôi không? Làm chứ. Nhưng tôi cũng muốn 300 ngàn này. 200 ngàn mua cái mạng cậu, 100 ngàn kia mua tên. Đừng Hào Kiệt coi như tôi tặng cậu. Đại ca, đủ số. Được. Đường Hào Cường,
gọi thủ hạ của cậu ném súng dưới đất. Tôi cầm được tiền thì sẽ giữ chữ tín. Đợi tôi lên xe thì sẽ thả Đường Hầu Kiệt. Tôi nên tin ông không? Cậu nói xem. Đi. Khoan đã. Tên của người kia. Người kêu tôi bắt cóc Đường Hầu Kiệt là... Mau tới cứu con. Anh. Cúi xuống. Anh, cúi xuống. Anh, em không chịu nổi nữa anh à. Cho em hút thuốc. Cho em hút thuốc. Hầu Kiệt đừng sợ. Chúng ta lập tức về nhà. Chúng ta về nhà, cậu ở đây trụ đi. Đi, chúng ta về. Đi. Ngồi dậy đi. Cũng may không bị thương xương cốt. Hầu Cường, thấy dáng vẻ bây giờ của con, chú lại nhớ tới ba con năm xưa. Chú ba, không phải chú nói với con, năm xưa ba con chịu 4 viên đạn. Chú cũng nói như vậy, viên đạn được lấy mà không cần gây mê. Lúc đó chưa có thuốc mê, bây giờ có thuốc mê mà con không tiêm. Hầu Cường, có lúc con cũng quá phô trương rồi. Mấy năm nay, chú trị thương cho ba con và rút đạn không thể đếm xuể. Bây giờ lại lấy đạn ra giùm con. Con nói xem, nhà tụi con có lúc nào mới ổn đây? Hầu Cường, nghe chú ba đi. Nghỉ ngơi tử tế vài ngày. Nếu vết thương bị viêm thì sẽ rất phiền phức. Chú ba, chú đừng nói chuyện bị trúng đạn cho ba con nghe. Con muốn nhờ chú lên thuyền với con xem Hầu Kiệt. Con nhờ thủ hạ tiêm thuốc an thần cho nó rồi. Nhưng bây giờ nó bị nghiện quá nặng. Một khi tỉnh lại thì sẽ bỏ chạy. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nó cũng gây chuyện. Đúng vậy. Bây giờ chú thấy rất lo cho Hầu Kiệt. Hầu Cường, con tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. Con không biết bây giờ ba con cần con đến mức nào đâu. Con biết rồi chú ba. Con cũng không muốn như vậy. Nhưng có người tính kế Đường gia chúng ta. Trước tiên bắt cóc em trai con. Trên thế đạo này, con không muốn giết người, nhưng con không thể bảo đảm người khác sẽ không giết Đường gia chúng ta. Lần này nếu không phải vì Hầu Kiệt, con sẽ không bị thương. Chú ba, hay là chú thay con lên thuyền xem Hầu Kiệt đi. Như vậy đi, chú còn vài bệnh nhân. Ngày mai nha, con có thể tự mình xuống giường được không? Được. Hầu Cường, cái này con giữ lấy. Lần này không lấy mạng con, lần sau chưa nói trước được đâu. Lần sau con không để anh ta có cơ hội nổ súng với con đâu.
Nửa đêm hôm qua là Hào Cường tìm nó về nhà, ngủ miết vẫn chưa tỉnh lại. Dậy đi. Ông đang làm cái gì vậy? Ông để nó ngủ thêm chút đi. Mỹ Cúc, mà đừng có chiều nó nữa. Tôi vốn muốn đưa nó tới anh du học với Đường Quang, nhưng nó không đi. Ngày nào cũng hút thuốc trong quán thuốc, như vậy nó sẽ bị mất mạng. Bây giờ ông muốn kêu nó làm gì đây? Hào Cường như vậy ngày nào cũng liều với ông, không phải sẽ chết sao? Mỹ Cúc, bây giờ trên giang hồ đều biết tôi muốn chuẩn bị rút lui khỏi giang hồ. Tôi nói với bà, tôi mua chiếc thuyền này cũng chính là muốn cắt đứt với mọi chuyện trước đây. Nhưng còn bà, cắt đứt. Bây giờ Hào Cường ngày càng giống ông, trừ việc anh Minh, ông có thể niệm tình tôi đã sinh cho ông một trai một gái. Ông đừng để Hào Cường ngày nào cũng vì ông mà đánh đánh giết giết được không? Tôi không kêu nó đi giết người. Bà đừng quên, Đường Hào Cường là con trai tôi. Đây không phải con trai tôi. Tôi muốn giết nó. Xin ông hãy giữ lại đứa nhỏ. Ông muốn giết thì giết tôi. Đại ca, nhị ca đã chết rồi. Anh không thể giết cốt nhục do anh ấy sinh ra được. Nếu ông giết đứa nhỏ, sau khi tôi chết sẽ biến thành ma bám theo ông, bám theo ông cả đời, để cả đời này ông không được sống yên. Đại ca, ba anh em chúng ta không sinh cùng ngày, nhưng mong chết cùng lúc. Bây giờ nhị ca chết rồi, dù anh ấy có chỗ nào có lỗi với anh, người chết là hết, anh cũng nên nghĩ cho thoáng. Nếu anh giết đứa nhỏ này, coi như anh đã giết nhị ca. Em quyết không thể để anh làm như vậy được. Mẹ, Hậu Kiệt, con tỉnh rồi à? Có đói bụng không? Mẹ nấu gì đó cho con ăn nha. Mẹ, mẹ có tiền không? Cho con chút tiền đi. Cho con chút tiền để xài đi. Hậu Cường, tối hôm qua con ra ngoài làm việc sao? Dạ. Bà nghe nói con đã lấy 300.000 trong tài khoản. Con chỉ mượn tạm thôi, nó đã được trả vào tài khoản đêm qua. Vết thương ở chân con sao rồi? Không sao đâu ba. Tối hôm qua Hỗn Giang Long chính miệng nói với con, ông ta nhận chỉ thị của người khác, còn chưa kịp nói ra tên của người kia thì đã bị bắn chết rồi. Dương Hồng, cậu đưa đại thiếu gia đi lấy thuốc. Đây là thuốc lúc trước chú ba con chuyên bào chế cho ba. Bây giờ chính cậu ấy chưa hẳn đã có rõ. Con đã không sao rồi ba. Con trai của ba không thể xảy ra chuyện được, nhất là con. Đường gia có con, ba cũng yên tâm. Cảm ơn ba. Để con chết đi, con trai, để con chết đi. Hào Kiệt,
Con đừng như vậy mà. Buông con ra, để con chết đi. Buông con ra. Hầu Kiệt, nghe ta. Cho con tiền đi. Cho con tiền. Cho con tiền. Hầu Kiệt. Con à, nghe lời ta. Cho con tiền. Hậu Cường, con nhất định phải đưa nó an toàn về nhà. Chính con cũng phải cẩn thận. Mẹ, mẹ yên tâm. Nghe rõ đây. Ra hết tất cả quán thuốc của Thượng Hải, tìm cho được em trai Hầu Kiệt của tôi. Lúc cần thiết thì có thể nổ súng. Tất cả nghe rõ chưa? Rõ. Xuất phát đi. Nhị thiếu gia, cái này chúng tôi không dám nhận. Đây là đồ của mẹ tôi, chắc chắn không phải là đồ giả. Mau, mau đưa cho tôi. Mau. Nhị thiếu gia, ai cũng biết đây là Phật châu của Đường phu nhân, là đồ chơi năm xưa từ Hy Thái Hậu dâng lão Phật gia. Cái này vậy thì đáng tiền rồi, đủ cho tôi hút cả đời. Nhị thiếu gia, cậu đừng hại tôi. Tôi còn muốn giữ cái mạng nhỏ này. Tôi thấy hay là cậu đổi món đồ khác đi. Vậy trên người của tôi còn thứ gì đáng tiền đi? Hả? Vàng nguyên chất. Đưa thuốc. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, chúng tôi tìm các quán thuốc lớn nhỏ, hãy nơi nào nhị thiếu gia từng đến, chúng tôi đều tìm rồi nhưng không thấy người. Đến Tô Giới tìm. Tô Giới? Cho dù có tới Điện Diêm Dương cũng phải tìm cho ra Hầu Kiệt đưa về. Kêu đám anh em lên xe. Rõ. Đi. Mau đi tìm đi. Được. Đại ca, cứu tôi. Xin anh cứu tôi. Có người đang đuổi theo tôi. Họ là lưu manh. Xin anh cứu tôi với đại ca. Đại ca, anh cứu tôi với. Tôi xin anh, họ là lưu manh. Đứng lại. Chạy đi đồ gái điếm. Mẹ nợ con trả là chuyện hiển nhiên. Đưa lên xe. Dạ. Tôi không thể tiếp khách. Các vị đại ca, mấy người tha cho tôi. Tha cho tôi. Cô có về không đi? Tôi không về. Đi về. Tôi không về. Tha cho tôi, thả tôi ra. Đánh tôi. Đồ gái điếm. Tôi sẽ cứa rách mặt cô, để cô không làm gái được nữa. Đừng mà. Đừng. Dừng lại. Anh là ai? Dám lo chuyện bao đồng của ông đây. Lên cho tôi. Rốt cuộc anh là ai? Tiểu tử, tôi bắn chết cậu như voi giết một con rệp. Anh là ai? Tôi họ Đường, tên Đường Hầu Cường, đại thiếu gia của Đường gia. Xin lỗi, xin lỗi đại thiếu gia. Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhân có mắt không trồng. Đi. Cô nợ tiền bọn họ sao? Mẹ tôi vì muốn chữa bệnh cho ba tôi nên đã vay nặng lãi từ họ. Sau đó ba tôi vẫn bị bệnh mà chết.
Vậy cô định làm sao? Làm sao đây? Tôi phải đi tìm mẹ. Mẹ tôi bị họ bắt trói. Nếu tôi không về, họ sẽ đánh chết bà ấy. Cảm ơn. Khoan đã. Cô tên gì? Tôi họ Tiêu. Tên là Tiêu Vũ Linh. Đại thiếu gia, không tìm thấy. Không tìm thấy người. Đổi nơi khác mà tìm. Đi. Tôi có thể giúp cô. Cô có bằng lòng đi theo tôi không? Lão Tổng, chuyện này là sao? Chuyện này là sao vậy Lão Tổng? Lão Tổng, chúng tôi đã nộp thuế rồi mà. Hút thuốc phiện bị cấm trong tô giới. Anh không biết à? Bắt những người hút thuốc này cho tôi. Bắt hết đi. Lần này không được đâu Lão Tổng. Bắt họ lại. Sao lại bắt tôi? Tôi là Đường Hào Kiệt. Sao lại bắt tôi? Tôi là Đường Hào Kiệt. Đường Hào Kiệt. Nói vậy là sao? Tôi không biết. Bắt cậu ta lại. Đường Hào Kiệt chính là con trai của Đường Anh Minh. Đường Anh Minh. Con trai của Đường Anh Minh. Có gì mà không thể bắt? Tôi muốn biết thử. Bắt lại cho tôi. Mau đi thôi. Nội trưởng. Nội trưởng. Vị thiếu gia, anh giết người rồi. Mau chạy đi. Bắt anh ta lại. Mẹ. 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 Mấy người đừng khóc theo nữa. Đừng khóc nữa. Con gái khóc xấu. Người cũng chết rồi. Cô nói xem, nếu cô sớm đi tiếp khách thì mẹ cô sẽ không có kết cục này rồi. Mẹ. Đừng khóc. Hại sức khỏe lắm. Cô nghĩ thoáng một chút rồi tiếp tục sống. Tôi không nhìn ra được. Được rồi. Đừng khóc. Cơ thể là của mình mà. Mấy lên xe. Rõ. Sao vậy? Không phải chứ. Sao nói bế là có thể bế đi như vậy? Người này không thể bế đi. Sao có thể bế đi được chứ? Tôi đưa cô gái này đi. Ra giá đi. Lão gia anh nói đùa sao? Đây là con át chủ bài của tôi. Sau này tôi còn trông cậy vào cô ấy nữa. Nhiêu đây đủ chưa? Bây giờ vàng cũng có. Là thật hả? Nó không đáng tiền. Bây giờ chiến tranh loạn lạc, giá vàng rất cao. Bà không muốn cái này, tôi đổi cái khác cho. Không không, lão gia đừng làm như vậy. Tôi nói giỡn thôi mà. Có nhìn thấy ai có mái tóc dài, tóc dài gương mặt thư sinh gầy gò chạy từ đây qua không? Không có. Lúc nãy anh ta trong quán thuốc Tử Kim giết cảnh sát trưởng của chúng tôi. Tên nhóc này gan cũng khá lớn, còn tự báo tên tuổi. Giết người Tây rồi anh ta có thể sống sao? Là ai vậy? Cái tên ăn gan hùm gan báo. Họ Đường, Đường Hào Kiệt, có quen không? Không quen, tôi không quen người này. Đưa cô gái này lên xe, chăm sóc tử tế vào. Không được để ba tôi biết. Đi. Đứng lại. Mau đứng lại. Bắt lấy anh ta. Đứng lại. Đứng lại. Mau bắt lấy anh ta. Bắt lấy anh ta. Lối này. Bên kia.
Đấy rồi. Hậu Kiệt, không sao chứ? Đại ca cứu em. Đi, đi mau. Đứng lại. Anh, em sợ. Anh à, anh mau cứu em. Mau cứu em. Em không chịu nổi. Em không chịu nổi nữa rồi. Anh à, em không chịu nổi. Anh có sao không? Anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Hậu Kiệt, theo anh về nhà. Em không về, ba sẽ không tha cho em đâu. Anh đã hứa với mẹ là đưa em trở về. Em đã giết người Tây, cho dù họ bắt em, họ cũng sẽ không tha cho em. Nghe đi, dù em có giết 100 người đi nữa, có đại ca gánh thay em. Anh cõng em đi. Lên đi. Đại ca. Đại ca, đại ca, tỉnh lại đi đại ca. Chú ba, chú ba, chú ba. Đại ca. Có chuyện gì vậy? Đưa vào trong. Anh ta vô cùng tức giận chuyện con trai anh đã giết đội trưởng phòng tuần bộ người Đức. Anh ta hy vọng anh có thể giao nộp Đường Hào Kiệt. Đường Hào Kiệt, anh có thấy người chưa? Có 4 người nhìn thấy, người trong quán thuốc đều có thể làm chứng. Được. Nếu con trai tôi giết người, tôi sẽ chính tay đưa nó tới phòng tuần bộ tô giới. Muốn chém, muốn giết, tùy mấy anh. Nhưng tôi nói cho mấy anh biết, kẻ thù của tôi rất nhiều. Nếu kẻ thù của tôi mạo danh con trai tôi, vậy tôi cũng hết cách. Anh ta nói chính là Đường Hào Kiệt. Trung Quốc có câu tục ngữ, anh nói với anh ta, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Con trai tôi không ngốc tới mức giết người rồi còn báo họ tên. Đợi Hào Kiệt trở về, tôi nhất định sẽ thông báo cho mấy anh, kêu nhân chứng tới xác định. Nếu là nó, tôi tuyệt đối không nói hai lời. Báo cáo. Báo cáo lãnh sự, tôi tìm thấy Đường Hào Kiệt. Nếu ngày mai ông không giao Đường Hào Kiệt ra, chúng tôi sẽ để chính phủ của mấy ông tới bắt người. Được. Tôi chờ xem. Gọi Đường Hào Cường cho tôi. Lão gia, đại thiếu gia không có ở đây. Nó đi đâu rồi? Nhị thiếu gia giật sau chuỗi của phu nhân để đổi thuốc hút. Đại thiếu gia đi tìm cậu ấy rồi. Lão gia, đây. Hạt chuỗi này từ đâu mà có? Trong một tiệm thuốc lớn ở tô giới. Người đưa hạt chuỗi này đâu? Đã đưa tới rồi. Ông chủ Đường, tình hình là như vậy. Tôi vừa thấy sâu chuỗi đó thì muốn cử người lập tức đưa qua đây. Thật không ngờ thanh tra tuần bộ lại tới đúng lúc, còn xảy ra chuyện. Sâu chuỗi,
Sâu chuỗi gì? Chính là cái này. Tôi không biết. Đúng là cái đó. Đó là chuyện từ rất lâu trước đây rồi. Tôi cũng không nhớ nữa. Nếu không phải chuyện gần đây thì thôi đi. Cũng phải. Tiền Hào Kiệt nợ ông, tôi sẽ trả lại ông gấp đôi. Nếu Hào Kiệt xảy ra chuyện thì sẽ không ai nhận. Tôi hy vọng ở quán thuốc của ông đừng gặp Đường Hào Kiệt nữa. Không dám. Tối nay ông ở trên thuyền trước đi. Chuyện sau này giao cho Dương Hồng giải quyết. Cảm ơn. Chú Ba, Hào Kiệt đâu? Chú đã tiêm cho nó một mũi rồi. Trước khi trời sáng, nó không tỉnh lại đâu. Chân nó bị bong gân. Tìm đại phu chỉnh xương nắn chân lại cho nó. Hào Cường, ông đã vì Hào Kiệt mà trúng 2 viên đạn. Chú Ba, lần này Hào Kiệt gây ra quả lớn rồi. Không hay rồi, lão gia muốn giết nhị thiếu gia. Đại ca, anh muốn làm gì? Hào Cường vì nó xém chút mất mạng. Nghịch tử như vậy giữ lại cũng là tai họa. Ba, con xin ba, không phải lỗi của em. Đại ca, hổ dữ không ăn thịt con. Như vậy đi, anh giao Hào Kiệt cho em. Em chắc chắn giúp nó cai thuốc. Hào Cường, gia có gia pháp, con tránh ra cho ba. Ba, con xin ba tha cho Hào Kiệt đi. Trong một ngày con đã cứu nó 2 lần. Nó cũng đã ra nông nỗi này rồi. Con hà tất phải. Ba, từ nhỏ ba đã khuyên con, làm đàn ông tung hoành thiên hạ, quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt cho người nhà của mình. Hào Kiệt là em con, vì nó mà con bị trúng 10 phát đạn, con thấy cũng đáng. Được. Dương Hồng, bắn chết nó. Đại ca, không. Đại ca. Mời vào. Đại thiếu gia, lão già dặn tôi đưa thuốc cho anh. Anh có nổ súng bắn vào em trai tôi không? Đã nổ rồi. Nhị thiếu gia vẫn không sao. Tôi đã nổ phát súng dưới sàn. Nhị thiếu gia rất an toàn. Người Đức không tìm được cậu ấy. Nếu bây giờ tôi hỏi anh em trai tôi đang ở đâu, chắc chắn anh sẽ không nói cho tôi, đúng không? Phải. Dương Hồng, anh đã cử bao nhiêu người bảo vệ em trai tôi? Đại thiếu gia yên tâm, bây giờ nhị thiếu gia rất an toàn. Bây giờ anh đưa em trai tôi về đây. Hiện mẹ tôi đang rất lo lắng, anh có hiểu không? Người của phòng tuần bộ Đức đã bao vây con thuyền này. Nếu cậu ấy trở về lại càng nguy hiểm. Thả anh ta ra. Dương Hồng, tôi cảnh cáo anh, đừng tưởng có ba tôi che cho anh thì tôi không dám làm gì anh. Nếu người của anh không bảo vệ được em trai tôi, nó có mệnh hệ gì thì anh hãy cẩn thận. Mẹ. Đại thiếu gia, mẹ tôi đâu rồi? Đại thiếu gia, mẹ tôi đâu? Bà ấy đi đâu rồi? Anh nói tôi nghe đi. Anh bị thương rồi. Tôi đã tìm người an táng mẹ cô. Tìm được nghĩa trang ở vùng ngoại ô phía Tây. Mua một quan tài gỗ tốt, thuê đội tang lễ tới, thổi kèn đưa tiễn mẹ cô. Cô có thể an tâm. Cảm ơn đại thiếu gia. Cảm ơn đại thiếu gia. Đại ân đại đức của anh, Vũ Linh làm trâu làm ngựa cả đời này cũng phải báo đáp. Chuyện tiền tài mà thôi, không cần phải làm vậy. Ăn uống tiêu dùng tôi sẽ để người làm lấy cho cô. Cô ở trên thuyền này đừng chạy lung tung, chờ tôi. Ông chủ đường,
Lần này không giống lần trước. Tôi muốn che, e là che không được. Tôi cho anh gấp đôi. Mạng của người Tây đáng tiền. Nhưng anh không giao Đường Hào Kiệt ra, e là hai chúng ta sẽ không qua nổi ải này. Tới lúc đó, dính tới tất cả sản nghiệp và cửa hiệu vinh hoa của anh thì không tốt lắm đâu. Anh muốn sao đây? Có người nói Đường Hào Cường đã cứu Đường Hào Kiệt. Tôi không biết chuyện này, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm cho ra Đường Hào Kiệt. Ông chủ Đường, nếu anh đồng ý, tôi lục soát trên thuyền, anh xem được không? Cục trưởng Cao, đây là biên lai mượn đồ của vợ tư của ông, 30.000 đại dương. Tôi nghe nói dạo này cô ấy đã mang thai. Nhưng cửa hiệu vinh hoa của tôi sắp khai trương rồi. Tôi nghĩ tay tôi có hơi chặt. Quá đáng. Đừng anh Minh, bến Thượng Hải không phải do nhà mấy anh mở, nhưng tại bến Thượng Hải có tiền thì có thể quá đáng. Cục trưởng Cao, anh nói có phải không? Thấy đạo tại Thượng Hải một ngày đổi 3 lần. Hôm nay anh là cục trưởng, nói không chừng ngày mai sẽ có người khác lên thay. Anh nói xem, có gì quan trọng hơn tiền đây? Vậy anh cứ nói, anh muốn gì? Bên người Đức, tôi sẽ nghĩ cách. Chỉ cần anh đừng lục soát con thuyền này, để cửa hiệu vinh hoa chính thức khai trương. Anh nghĩ xem, cảnh sát súng thật, đạn thật như anh đứng trên bon tàu của tôi lục soát tới lui, vậy thì các chức sắc tại bến Thượng Hải ai còn dám tới chỗ tôi? Vậy anh đảm bảo Đường Hào Kiệt không có ở trên thuyền? Tuyệt đối không có. Cứ quyết định như vậy đi. Ba, ba tìm con. Hào Cường à, con có biết là có bao nhiêu chức sắc đã từng đứng ở đây không? Con biết. Nhưng bây giờ người đứng ở chỗ này là chúng ta. Từ nhỏ ba là một tên nghèo, đánh đánh giết giết, thập tử nhất sinh. Nhưng bây giờ đã mua được con thuyền tốt nhất trên thế giới. Ý của ba chính là muốn để mẹ con và tụi con sống bình yên. Nhưng ba chuyện đó không ngờ mình đã nuôi Hào Kiệt thành tên nghịch tử vô dụng như vậy. Ba, em trai con sẽ khỏe lên thôi. Hào Cường, gia nghiệp này được tạo dựng như thế nào? Con biết mà. Dạ. Tương lai phải duy trì gia nghiệp này thế nào? Gia đình trông cậy vào con. Ba, con hiểu rồi. Cả đời ba đã liều giết và đắc tội với rất nhiều người, vốn muốn rửa tay gác kiếm, sống những ngày thái bình cuối đời. Nhưng không ngờ chuyện này nhanh như vậy lại xảy đến với nhà chúng ta. Hào Cường, sau này chuyện lớn nhỏ trong vinh hoa đều trông cậy vào con. Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống tiếp. Mẹ vì con mà chết, con nhất định sẽ sống tốt. Con phải sống tốt hơn tất cả mọi người. Con muốn có thật nhiều tiền. Con muốn những người ức hiếp chúng ta đều phải tới đây dập đầu với mẹ.
Trưởng quan, chúng tôi tới giao gạo cho cửa hiệu Vinh Hoa. Tới rồi lão già. Tôi đi xem thử. Đi đi. Mỗi lần mấy anh đưa đồ qua đều chậm, lần sau còn vậy thì một đồng cũng không cho mấy anh đâu. Mau vào trong đi. Mau, mau vào thuyền. Đứng lại. Rượu gì vậy? Sản xuất ở đâu? Rượu này là rượu hoa mơ cực phẩm. Đúng đúng, nếu trưởng quan thích, mời nếm thử. Xin mời. Chỉ có rượu thôi, thiếu đồ nhắm phải không? Mấy anh mau vào trong, mau mau. Trưởng quan, anh yên tâm, tôi lập tức mang đồ ăn tới cho anh. Chân giò hầm. Vất vả cho anh rồi. Các anh em qua đây nếm thử nào. Đại ca, xin lỗi đại ca. Về là tốt rồi, mẹ đang chờ gặp em. Vào đi. Con có biết mình đã hại bao nhiêu người rồi không? Ba, Hào Kiệt chắc chắn sẽ thay đổi tốt hơn. Mấy ngày này nó ở bên ngoài chịu không ít khổ cực. Xin ba đừng phạt nó. Cơn nghiện của nó lại tới nữa rồi. Nhốt nó lại cho ba. Còn có thể làm sao đây? Coi như chúng ta xui. Qua bên kia xem thử. Bên kia, đi. Con trai à, con ở yên một chút, mẹ có nấu cho con ăn nè. Con sắp chết rồi, con không ăn gì hết. Mẹ, mẹ cứu con. Con khó chịu. Cả người của con khó chịu lắm mẹ ơi. Mẹ biết chứ. Ba muốn nổ súng bắn con. Ông ấy không thích con. Ông ấy không thích con. Sao ba con lại bắn chết con chứ? Ông ấy hận con vô dụng. Con không làm được. Con không làm được giống đại ca. Con không cách nào nổ súng giết người. Hậu Kiệt, con trách nhầm ba con rồi. Ông ấy không kêu con đi nổ súng giết người. Ông ấy chỉ muốn con sống tốt. Ở trong lòng ông ấy chỉ cảm thấy đại ca là tốt nhất. Ba chỉ thích đại ca. Mẹ, trên người con có sâu đang cắn con. Mẹ mau lên, mau lấy con sâu ra đi. Lấy con sâu ra cho con, mau lên đi. Mẹ ơi, con chết mất. Mẹ, mẹ thương con nhất đúng không? Mẹ giúp con mua thuốc đi. Con hút một chút là được. Mẹ mau giúp con đừng vậy mà. Con ráng một chút. Mẹ, con ráng một chút đi. Mau lên, đi mua giúp con đi. Mau đi. Đi mau. Không được. Ba con biết thì sẽ không đồng ý đâu. Ông ấy sẽ đánh con. Mẹ không phải mẹ ruột của con. Không phải mẹ ruột của con. Con trai, con ráng một chút. Chịu đựng nó, vượt qua nó là được thôi con. Con không sống nữa. Con không sống nữa. Hậu Kiệt, con trai. Hậu Kiệt, bà ấy là mẹ con. Buông ra, buông ra. Hậu Kiệt, chú nói con nghe. Muốn chết thì tự con chết đi. Không được liên lụy cái nhà này. Tất cả nhà đều là ba con và chú hai. Còn có chúng ta. Còn có rất nhiều anh em dùng mạng để đổi lấy. Chú quyết không để con quỷ hoại như vậy. Nếu con dày dò bản thân, dày dò người thân như vậy, chú sẽ dứt con từ trên thuyền này xuống biển. Để con chết đi. Đại thiếu gia, chúng tôi tìm khắp trên thuyền cũng không tìm được cô Tiêu. Cửa hiệu Vinh Hoa lớn cỡ nào, tìm một người cũng không tìm được. Hôm nay nghe Dương Hồng nói,
Ban ngày có thấy một người phụ nữ lén xuống thuyền, cử người đi tìm. Nhưng lão gia có dặn mấy ngày này không có việc gì không được xuống thuyền. Dương Hồng cử người trông chừng thì sao? Như vậy đi, cử hai người xuống thuyền chờ. Nếu cô ấy quay lại, trực tiếp dẫn đến tìm tôi. Tôi nghĩ cô ấy cũng không có nơi nào để đi, chắc cũng đến hát tại những quán thuốc đại loại vậy. Được, thưa đại thiếu gia, tôi đi ngay. Chị dâu, chị không thể dồn hết tâm ý lên người của Hào Kiệt, cũng nên quan tâm đại ca của em một chút đi. Hôm nay anh ấy tới nói với em về chuyện chị tự sát. Anh ấy cảm thấy đã nhiều năm như vậy rồi, suy cho cùng ngay cả chị cũng không hiểu anh ấy. Anh ấy thật sự rất buồn. Chị dâu, cả đời này của đại ca không hút thuốc, không cờ bạc, không mại dâm, không cưới vợ lẽ, chính là vì một lòng một dạ với chị. Cho dù anh ấy có sai cỡ nào, cũng là do anh ấy thân bất do kỷ trên giang hồ. Có một số chuyện anh ấy không muốn làm như vậy, nhưng anh ấy bắt buộc phải làm. Chị dâu, đã nhiều năm trôi qua, đại ca em luôn để bài vị của nhị ca trong phòng mình. Anh ấy không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Chị dâu, chị có thể nào đứng ở góc độ đại ca em để thông cảm cho nỗi khổ của anh ấy được không? Đúng vậy, đúng vậy. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi. Ông trời ơi, ông không thể báo ứng lên người con trai tôi được. Có tội gì cứ để một mình tôi gánh chịu. Đừng chạy. Đứng lại, đứng lại. Chạy đi. Lần trước có người cứu cô, lần này còn dám quay về, còn dám trộm đồ. Tôi không có trộm đồ, tôi bị quan. Làm gì vậy, có chuyện gì? Nửa đêm canh ba mấy người làm gì vậy? Lão Lý, anh tới đúng lúc. Ăn trộm, tiện nhân này là người của chúng tôi. Hôm nay cô ta tới trộm đồ. Trộm đồ? Trộm đồ gì, giao ra đây để tránh phiền phức. Tôi không có ăn trộm, đây là đồ của tôi. Đồ của cô? Đúng, đây là đồ của mẹ tôi để lại. Tôi muốn lấy về làm kỷ niệm. Đưa qua đi. Đưa đi. Đây là cái gì hả? Đây là của một người khách tặng tôi. Khách tặng cho cô, rõ ràng do cô trộm mà. Hai vị cũng mệt rồi, chút chuyện nhỏ này không phiền đến hai vị. Nào, chúng tôi dẫn người về rồi từ từ dạy dỗ. Mau đi theo chúng tôi. Mau dẫn đi. Đừng mà, đây thật sự là do khách tặng tôi. Là nhị thiếu gia của Đường gia, Đường Hào Kiệt đã tặng cho tôi. Cái gì? Đường Hào Kiệt? Đứng lại. Đại ca cứu tôi, xin anh cứu tôi. Tôi không muốn quay về. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cảm ơn đại thiếu gia. Cảm ơn đại thiếu gia. Mẹ. Đại thiếu gia, anh muốn đi đâu? Tôi muốn đi đâu cần phải nói với anh sao? Lão gia có nói bất kỳ ai cũng không được xuống thuyền. Dương Hồng, anh muốn ngăn cản tôi sao? Sao người Đức lại tới đây? Tôi đi báo với lão gia. Tôi đi tìm Hào Kiệt. Được. Đại ca, sau khi chuyện này qua đi, em định đưa Hào Kiệt tới Hồng Kông để cai thuốc. Để ở nhà thì đại tẩu không đành lòng. Đổi một môi trường mới,
em nghĩ nó sẽ phấn chấn trở lại. Được rồi, giao Hào Kiệt cho em, anh thấy yên tâm. Lão gia, người Đức đưa rất đông người tới muốn lên thuyền này. Sao đột nhiên họ lại chạy tới đây? Hào Cường đâu? Đi tìm nhị thiếu gia rồi. Đại ca, có phải tin tức bị rò rỉ không? Họ biết Hào Kiệt đang ở trên thuyền. Lão Tam, cậu đi chăm sóc Mỹ Cúc. Anh sợ bảy lo lắng. Được, đi. Đừng kéo em, đừng kéo em. Đại ca, anh đừng lo cho em. Em muốn ba giao em cho người Đức. Em đừng quậy nữa. Hào Kiệt, đừng quậy nữa. Anh muốn em nghe cho rõ. Nghe cho rõ đây. Bây giờ em dùng đầu óc nghĩ về mẹ, nghĩ về đường gia chúng ta. Nếu người Đức lên thuyền tìm ra được em, nhà chúng ta sẽ tiêu hết, đường gia chúng ta cũng xong luôn. Thượng Hải không có chỗ đứng cho nhà chúng ta nữa. Em nghe có hiểu không? Nghe lời đại ca. Chút nữa em ở chỗ những thủy thủ lao công, tuyệt đối đừng lộ diện. Có nghe không? Nếu lên cơn nghiện, có chết cũng phải nhịn. Em có hiểu không? Đại ca xin em, nghe lời đi. Nào, đi theo đại ca. Lãnh sự đại nhân, cục trưởng Cao, cửa hiệu Vinh Hoa chúng tôi còn chưa khai trương. Tối dậy rồi, mọi người tới đây có chuyện gì? Chúng tôi tới bắt người. Bắt người? Từ lúc nào mà lãnh sự đại nhân đã kiêm luôn cục trưởng cảnh sát rồi? Lãnh sự chúng tôi và cục trưởng Cao tới bắt người. Sự vụ liên quan người Đức, chúng tôi cần phải ở bên giám sát để tránh bị lừa. Cục trưởng Cao, tôi không biết mấy anh muốn bắt người nào. Chúng tôi nhận được tình báo, người giết đội trưởng đội tuần tra của Đức, Đường Hào Kiệt, đang ẩn náu trên con thuyền này. Do vậy chúng tôi đặc biệt tới đây lục soát. Tôi đã nói với mấy anh từ lâu. Thứ nhất, mấy anh nói Đường Hào Kiệt giết người, nhân chứng đâu và vật chứng đâu? Thứ hai, Đường Hào Kiệt vốn không có ở trên thuyền. Đã lâu rồi tôi chưa gặp nó. Bây giờ tôi cũng đang tìm nó. Ông nói không ở đây thì không ở đây. Ông có dám để chúng tôi lục soát không? Soát. Lãnh sự đại nhân, thuyền này là tài sản cá nhân của tôi. Hơn nữa cũng không phải ở tô giới các anh. Anh muốn lục soát thì lục soát hay sao? Đây là thị trưởng của mấy ông đồng ý. Ông dám chống đối? Khoan đã. Ông chủ đường, như vậy có được không? Chúng tôi cũng không nói lục soát hay là không lục soát. Có thể phiền ông chủ đường mời tất cả người trên thuyền ra đây để lãnh sự nhận dạng. Nếu Đường Hào Kiệt không có ở đây thì thôi. Nếu cậu ta có ở đây, vậy thì ngại quá. Đành phiền cậu ấy theo chúng tôi tới đồn cảnh sát một chuyến. Vậy có người tới nhận dạng không? Đưa người lên đây. Người phụ nữ này có chiếc đồng hồ do Đường Hào Kiệt tặng. Cô ta chắc chắn quen mặt Đường Hào Kiệt. Nếu không phải, có nghĩa là chiếc đồng hồ này cô ta trộm từ trong kỷ viện ra. Vậy thì chúng tôi sẽ tống cô ta vào tù. Được thôi. Dương Hồng, gọi tất cả mọi người xuống đây. Rõ. Đội trưởng Trần, có, đưa một nhóm anh em lên thuyền lục soát kỹ càng. Rõ, đi.
cô ta thật sự có quen nhị thiếu gia. Có lẽ Hạo Kiệt đã từng tới quán thuốc nghe cô ta hát. Chiếc đồng hồ đó đúng thật là của Hạo Kiệt. Vậy cô ta sẽ bán đứng nhị thiếu gia rồi. Như vậy đi, đại thiếu gia, anh xuống dưới xem thử. Lỡ như xảy ra chuyện lão gia không có người tiếp ứng. Dương Hồng, triệu tập các anh em mang theo súng, bao vây nơi này lại. Nếu cô ta chỉ định được Hạo Kiệt, không thể để người Đức dẫn Hạo Kiệt đi. Được. Không có. Nhóm tiếp theo. Cục trưởng Cao vất vả rồi. Đại thiếu gia, là trách nhiệm của tôi. Không có. Nhìn cho kỹ đi. Nhóm tiếp theo. Mở cửa, mở cửa. Dẫn người tới sảnh. Mở cửa. Mở cửa. Không có. Nhóm tiếp theo. Mấy người muốn làm gì? Hai người là ai? Đường Anh Minh nói tất cả mọi người đều phải lên trên. Mau lên. Chị dâu, nếu đại ca đã nói rồi, chúng ta lên trên thử xem. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Cô nhìn thật kỹ cho tôi, trong đây có đường Hạo Kiệt hay không? Không có. Đưa đi, nhóm tiếp theo. Trong đây có không? Đưa đi. Khoan đã. Hôm nay nếu cô không nhận ra đường Hạo Kiệt, chúng tôi phải bắt cô lại. Mùi gì ngồi tù không dễ chịu đâu. Cô phải nhìn cho kỹ. Tôi nhìn kỹ rồi. Không có. Đưa đi. Họ là ai? Đây là đường phu nhân và bác sĩ Hồ. Đây là vợ tôi. Hôm nay cơ thể của bà ấy khó chịu. Tôi nhờ bác sĩ Hồ qua đây khám. Anh ta có phải đường Hạo Kiệt không? Đường Hạo Kiệt đâu có già như vậy. Cô nghe cho rõ đây. Không nhìn ra được người, ông đây sẽ nhốt cô cả đời. Cục trưởng đại nhân, tôi chỉ là con hát cấp thấp. Nửa năm trước, đường thiếu gia nghe tôi hát, nhất thời cao hứng, thưởng cho tôi một chiếc đồng hồ. Nếu ông không tin, tôi cũng đành hết cách. Tiêu Dụ Linh tôi chỉ có cái mạng này, chết cũng không có gì đáng tiếc. Các anh em đã lục soát trên thuyền rồi chưa? Lục soát rồi, không có. Ngài lãnh sự, xem ra tình báo của ngài rất chính xác rồi. Xin lỗi ông chủ đường, làm phiền rồi. Chuẩn bị thu đội. Người đâu? Dẫn người phụ nữ này theo. Tôi bị quan. Khoan đã. Cục trưởng Cao, không biết sau khi quay về, ông sẽ xử lý cô gái này ra sao?
Người phụ nữ này đúng là bị nghi ngờ ăn cắp, đem về cục thẩm vấn cẩn thận. Theo tôi biết được, chiếc đồng hồ của em trai tôi quả thật đã tặng cho cô gái này. Vẫn mong cục trưởng Cao sau khi quay về điều tra rõ ràng để đòi lại công bằng cho cô gái này. Được, được. Tôi đưa về cục chắc chắn sẽ cử người thẩm vấn cẩn thận. Thu đội. Ông chủ Đường, xin lỗi, làm phiền rồi. Tạm biệt. Được, đi thông thả. Tại sao con lại gây rắc rối? Nếu người Đức bắt câu nói này không buông, chúng ta phải làm sao? Tại sao con phải nói đỡ cho người phụ nữ này? Cô ấy nhận ra em trai con, nhưng không nói trước mặt của người Đức, chỉ ra em trai con đã làm giúp Đường gia chúng ta. Nếu người ta đã giúp chúng ta cũng nên cảm ơn cô ấy. Cục trưởng Cao, tối hôm qua vất vả rồi, khách sáo rồi đừng quên. Trải qua vụ hành hạ như vậy, vị lãnh sự đại nhân kia chắc cũng bó tay rồi. Ông ta nghĩ chắc chắn có thể bắt được nhị thiếu gia, cho nên mới ép tôi đi chung với ông ta lên thuyền. Tôi đã nói không có mệnh lệnh của thị trưởng, tôi không có quyền lục soát, nên kêu ông ta đi tìm thị trưởng. Ông ta có lẽ cũng không tìm được, cũng không thể ép phó thị trưởng Diêu làm việc cho ông ta. Theo như tôi hiểu, vị lãnh sự đại nhân người Đức này sắp được bổ nhiệm lại. Lãnh sự mới tới không rảnh để quan tâm đến những lùm xùm trong quá khứ của ông ta. Cục trưởng Cao, đây là quà tôi tặng cho vợ tư của ông, chúc bà ấy sớm sinh quý tử. Cục trưởng Cao, tối hôm qua cô gái nhỏ kia, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô ấy, không biết có tiện không? Dễ mà, qua vài ngày anh nhờ người ký giấy bảo lãnh, tôi sẽ thả cô ấy ra. Được, cảm ơn. Đừng quên, vậy tôi cũng cảm ơn nha. Tiểu đệ cáo từ, tôi đi trước. Cục trưởng Cao, đi thong thả. Dương Hồng, cậu ngồi xuống ăn đi. Dạ. Lão Tam, đầu bếp này không tệ. Đại ca, chuyện của Hạo Kiệt anh định làm sao? Lập tức đưa nó đi. Tới Hồng Kông. Đúng, tới Hồng Kông. Tới Hồng Kông? Cai thuốc sao? Tại sao không để ở đây? Ít ra còn có tôi chăm sóc nó. Ở lại đây nó có thể chuồn ra ngoài bất cứ lúc nào. Tìm đến quán thuốc cơ bản không cai được. Cần phải đưa nó tới một nơi không quen thuộc, nhốt nó lại mới có thể hoàn toàn cai được thuốc. Nhưng mà không có nhân nhị gì nữa, cứ quyết định vậy đi. Lão Tam, em mau chóng sắp xếp, lập tức đi ngay. Được. Mẹ. Hậu Cường, con và cô gái Vũ Linh này có quan hệ gì? Có người từng thấy cô ta lên thuyền. Con không cần nhìn cậu ấy. Cậu ấy không có nói với bà. Trên thuyền có rất nhiều người đều thấy cô ta. Trong lúc tìm em trai, con tình cờ gặp được cô ấy bị một đám lưu manh ức hiếp, tiện tay đưa về đây, không còn chuyện gì khác. Hậu Cường, ba giao con thuyền này lại cho con, chắc con cũng biết phân nặng nhẹ khi làm việc. Con biết rồi ba. Hậu Kiệt, đây là thuốc bắc mà chú ba của con cố tình sắc cho con. Con uống vào sẽ thấy dễ chịu. Hậu Kiệt nghe lời, uống chút thuốc đi con. Nào, con uống thử đi, không đắng đâu. Không đắng, nào. Ngoan. Ngoan lắm. Bồ Tát sẽ phù hộ cho con.
đừng trách chúng ta. Không trách mấy người, thật sự không làm được. Đại ca, tranh thủ bây giờ Hào Kiệt đang ngủ, đưa nó xuống thuyền đi. Chén thuốc này để nó ngủ một lúc. Hào Cường và Dương Hồng đã sắp xếp ổn rồi. Con thuyền này là của người anh, sẽ không có chuyện đâu. Dương Hồng, có, cậu cõng Hào Kiệt, thả phao cứu sinh xuống cạnh thuyền. Con thuyền này dừng ở gần đây, rõ. Tôi cũng đi, bà không được đi. Hào Kiệt sẽ không đi mất đâu. Nào, khoan đã. Nào Dương Hồng, chú ba, chú ba, Hầu Kiệt, chị trông cậy vào em nha. Yên tâm đi chị dâu, con gái ở anh, bây giờ Hầu Kiệt lại tới Hồng Kông, hai đứa con đều không ở cạnh chị. Chị dâu, bản thân chị cũng phải bảo trọng. Lão Tam, đi nhanh lên, tôi đưa mọi người lên thuyền. Được. Sắp xếp ổn hết chưa? Ổn rồi. Chú ba, lần này nếu có thể giúp Hào Kiệt cai thuốc, vậy đúng là cứu mạng được nó. Mọi chuyện trông cậy vào chú ba. Hào Cường, người một nhà không nên nói như vậy. Sau khi chú đi rồi, không ai gấp đạn ra cho con nữa. Hào Cường, nghe lời chú ba, đừng mạo hiểm nữa. Chú ba chú yên tâm, con nhớ rồi. Đại ca, em đi trước đi. Được, anh không tiện em, bị người khác phát hiện sẽ gây thêm rắc rối. Lão Tam, anh giao Hào Kiệt cho em. Đại ca anh yên tâm, em nhất định sẽ mang một Hào Kiệt khỏe mạnh về cho anh. Được. Hào Cường, tiễn chú ba của con. Chú ba. Lão gia, đại điển khai trương đã chuẩn bị xong chưa? Xong hết rồi, tôi đã kiểm tra mọi thứ cẩn thận, chắc không có vấn đề gì đâu. Có một điều tôi muốn giải quyết trước khi khai trương, chính là người phụ nữ tên Vũ Linh kia. E là đại thiếu gia đã đi rồi. Cái gì? Cô Tiêu, mời lên xe. Anh quen biết tôi, đại thiếu gia nhờ tôi đến đón cô. Được, lên xe. Ông chủ đường, 2 phút sau khi ông gọi điện, tôi đã thả người rồi. Cảm ơn cục trưởng Cao. Cục trưởng Cao, ông nhất định phải tới dự đó nha, dẫn theo vợ tư của ông nữa. Chỗ của tôi chơi vui lắm. Hay quá. Tôi vừa thả người đi, đại thiếu gia đã tới tìm. Vậy sao?
Vậy thì tôi tin cục trưởng Cao đã nói thật với nó rồi. Đương nhiên rồi, tôi không có chứng cứ nghi ngờ Tiêu Vũ Linh ăn trộm, cho nên tôi đã thả người. Còn về chuyện cô ta đi đâu, không phải chuyện mà phó cục trưởng như tôi cai quản. Không sai, không sai. Vậy thì cục trưởng Cao, tôi mong chờ ông đại giá quang lâm. Được rồi, tôi nhất định sẽ tới. Tạm biệt ông chủ đường. Đại thiếu gia đã về chưa? Vẫn chưa, nhưng có lẽ cũng sắp về rồi. Anh ấy biết là không thể bỏ qua giờ lành. Tôi ra đại sảnh xem mọi việc chuẩn bị thế nào rồi. Lão gia, phu nhân dặn người chuẩn bị xe, nói là muốn đi chùa dân hương. Trước giờ bà ấy không thích náo nhiệt. Cậu đi sắp xếp đi. Tôi biết rồi. Không phải lên thuyền sao? Đại thiếu gia nói mấy ngày nữa cửa hiệu Vinh Hoa khai trương, cho nên người qua lại trên thuyền tương đối đông. Tạm thời cô Tiêu đi nơi khác nghỉ dưỡng vài ngày, đợi sau khi xong việc rồi đón cô Tiêu lên thuyền. Vậy sao? Tôi còn muốn xem thử buổi lễ khai trương của cửa hiệu Vinh Hoa. Đại thiếu gia, hôm nay cửa hiệu Vinh Hoa khai trương, chúng ta không thể bỏ qua giờ lành. Rẽ vào đại lộ số 4, sau đó quay lại. Rõ. Sa phu, đây là đường lên thuyền sao? Sa phu, phiền anh dừng một chút. Sao vậy Tiêu tiểu thư? Tôi đau bụng khó chịu quá. Sắp tới rồi, cô ráng nhịn đi. Đứng lại. Đứng lại. Làm gì vậy? Tôi đến tìm đại thiếu gia. Đại thiếu gia? Tìm đại thiếu gia? Dựa vào cô còn muốn tìm đại thiếu gia chúng tôi? Cô quen anh ấy sao? Tôi có quen. Tôi là bạn của anh ấy. Cô là bạn của đại thiếu gia chúng tôi? Tôi thấy cô ăn mặc rất bần hàn, sao lại là bạn của đại thiếu gia chúng tôi được? Nhưng gương mặt của cô gái này khá tròn. Đợi tôi làm xong việc, hầu anh đi chơi vui vẻ. Được đó. Đại ca, cô đừng gọi đại ca, qua chơi với chúng tôi nào em gái. Chạy rồi, đúng thật là. Tên nhóc nhà cậu mới sáng sớm chạy đi đâu vậy? Đi làm việc cho Dương Hồng. Làm việc tới đâu rồi? Đừng nhắc nữa. Lão Dương đâu? Đang ở trong, vào đi. Tên nhóc này làm việc cũng không xong. Ông chủ đường. Chào ông. Tôi là trợ lý của Tổng lãnh sự quán Nhật, Takayoshi Murata. Chúc mừng cửa hiệu Vinh Hoa khai trương. Cảm ơn. Món quà nhỏ không đủ kính trọng, xin ông vui vẻ nhận cho. Cảm ơn ngài Murata. Ngài có thể tới đây, tôi cảm thấy rất vinh dự. Làm gì có. Xin giới thiệu, đây là Đông Châu tiểu thư. Ông Đường, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sau này Đông Châu tiểu thư đến chơi, có chỗ nào không chu đáo, vẫn mong cô chiếu cố. Đây là con trai tôi, Được Hậu Cường. Chào anh, chào ngài Murata. Chào Đông Châu tiểu thư. Ông chủ đường, hôm nay tôi muốn ở lại đây, có thể để một phòng sang trọng cho tôi được không? Chuyện này phải hỏi Lễ Tân. Hậu Cường, con đi sắp xếp đi. Nếu có thì nhớ thông báo cho ngài Murata. Dạ, cảm ơn.
Tổng quản Dương, Tiêu Vũ Linh bỏ chạy rồi. Cái gì? Cô ấy bỏ chạy rồi. Đi. Ông chủ đường, ông quen ngài người Nhật này, có thể giới thiệu cho tôi được không? Đây là trợ lý tùy viên quân sự, ngài Murata của Tổng lãnh sự quán Nhật. Rất vui được quen biết ngài. Chào anh. Đây là Miller, người bạn tốt của tôi từ nước Anh. Giới thiệu một chút, vị này là Đông Châu tiểu thư. Đông Châu tiểu thư, rất vui được gặp cô. Anh khách sáo quá rồi. Thật ra chúng tôi rất quen thuộc với nhau, chỉ là chưa có cơ hội tiếp xúc. Chúng ta nên cảm ơn ông Đường đã tạo điều kiện tốt cho chúng tôi như vậy. Được, hai vị nói chuyện, tôi đi gặp ông Tony. Tạm biệt. Ngày Murata, anh nghĩ cuộc xung đột giữa người Nhật và người Trung Quốc ở Thượng Hải sẽ tiếp tục không? Anh Müller, anh nghĩ sao? Phương Đông cách chúng tôi quá xa, tôi cũng không rõ. Hình như đang tẩy chay sản phẩm của chúng tôi, và tổ chức ban hội như ông Đường Anh Minh có quan hệ rất lớn. Tổ chức ban hội của Trung Quốc có lịch sử hàng ngàn năm. Người có địa vị trong xã hội rất ít khi không có liên quan đến ban hội. Người Nhật mấy anh cũng vậy. Chính trị gia nào không có sự hỗ trợ của ban hội? Anh Müller cũng là một chuyên gia đông phương học. Người Anh của chúng tôi ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Thượng Hải, có rất nhiều lợi ích kinh doanh. Chúng tôi không hy vọng cuộc xung đột này tiếp tục diễn ra sâu sắc. Tại sao mấy anh không tới tìm thị trưởng Ngô Thiết Thành? Chúng tôi không phải người gây rối. Bây giờ tôi tình cờ gặp anh. Nếu thị trưởng cũng có ở đây, chúng tôi cũng có tiếng nói riêng. Ngài Murata, đây là chìa khóa cabin của ngài. Có gì cần thì cứ việc dặn dò. Cảm ơn. Hy vọng hai vị chơi vui vẻ. Ngày Murata, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau ở đây. Chắc cũng sẽ có lợi cho cả hai bên. Được thôi. Chúc anh mơ giấc mộng đẹp. Cảm ơn. Bảo bối, bây giờ bên ngoài không yên bình. Tôi ở đây cũng không tiện cho lắm. Đành phải hẹn cô tới đây gặp mặt. Nơi này rất tốt mà. Tôi rất thích chỗ này. Anh vội cái gì? Tôi nói cho anh biết, tôi sắp dùng hết kinh phí rồi. Nhanh vậy à? Một nửa đưa cho 5 tên hòa thượng, chết 1 tên thì phải bồi thường. Nửa còn lại đã cho mấy tên lưu manh Trung Quốc đánh hòa thượng. Hai bên đều cần dùng tiền, có thể không xài hết sao? Tôi đã cử đại úy Shiharu Shigeto của đội hiến binh đốt nhà máy sản xuất khăn của thực nghiệp xã Tam Hữu. Chắc bây giờ họ đã xuất phát rồi. Xem ra ngày mai náo nhiệt lắm đây. Lần này có lẽ thiếu tướng Sakagaki sẽ hài lòng. Làm không tồi. Đây thật sự là một nơi tốt. Xem ra đây chính là một thiên đường tình báo đáng lui tới thường xuyên. Mẹ Hồng Cường, mẹ con đi dâng hương tới giờ vẫn chưa về sao? Dương Hồng, mẹ tôi trễ dậy rồi còn chưa về. Anh có cử người theo dõi không? Đã cử rồi. Lúc đi phu nhân có nói có thể là đêm nay sẽ ở lại trong chùa. Hồng Cường, tại sao con lại chậm trễ giờ lành của ngày hôm nay? Ba, con lên bờ làm chút chuyện. Có chuyện gì mà quan trọng hơn cả cửa hiệu Vinh Hoa của chúng ta khai trương à? Chuyện khác thì ba có thể không quản, nhưng con không thể làm chậm trễ việc chính. Hôm nay là ngày gì? Sao con có thể làm rối tung mọi chuyện lên vậy? Hôm nay coi như cửa hiệu Vinh Hoa đã khai trương. Tổng giám đốc như con bắt đầu từ ngày mai phải tập trung tinh thần 100% vào con thuyền này của bà. Dạ ba. Dương Hồng,
Đại thiếu gia, cô gái họ Tiêu tôi đưa về đây đã đi đâu rồi? Tôi không biết. Anh không biết? Trên con thuyền này còn có chuyện mà Dương đại tổng quản nhà anh không biết sao? Tôi thật sự không biết. Dương Hồng, bây giờ anh cũng nhúng tay vào chuyện của tôi sao? Đại thiếu gia, chuyện mà Dương Hồng tôi làm đều vì muốn tốt cho con thuyền. Anh không cần phải đứng thẳng như vậy trước mặt tôi. Tôi nghe cấp dưới nói cô nương họ Tiêu kia điều một chiếc xe kéo chở đi. Tại sao hôm nay A Tam lại cải trang thành người lái xe kéo? Dương Hồng, nếu để tôi biết anh đã làm gì cô gái họ Tiêu này, tôi sẽ không tha cho anh. Đại thiếu gia, lão Dương xảy ra chuyện rồi. Dương Hồng, anh làm quản gia kiểu gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, anh xem tôi sẽ xử lý anh thế nào. Hào Cường, Dương Hồng, cậu đi làm việc của mình đi. Rõ. Hôm nay cửa hiệu Vinh Hoa khai trương, chỗ của Dương Hồng không đủ nhân lực. Chúng ta cũng không ngờ anh ta lại ra tay với mẹ con. Xem ra người này biết rất rõ về tình hình trong nhà chúng ta. Ba, bây giờ con triệu tập nhân lực, cho dù lực tung cả Thượng Hải lên cũng phải tìm ra được mẹ. Không cần. Con không nghe Tiểu Khiết nói hay sao? Người bắt cóc mẹ con đúng là thần không biết quỷ không hay. Họ cơ bản không cần phải giết đám A Trung. Xem ra đây không phải là một vụ bắt cóc bình thường. Vậy ý của ba là họ nhắm vào nhà chúng ta mà tới? Đúng. Anh ta không giết nha hoàn, muốn để lại người sống để báo tin cho chúng ta. Họ chắc chắn sẽ có hành động. Nếu bây giờ con đi tìm ngay thì con không tìm thấy gì hết. Vậy theo ba bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta chỉ có chờ. Đợi khi họ lên tiếng đòi chúng ta thứ gì, chúng ta sẽ biết được họ là ai. Ba sẽ nghĩ ra cách đối phó với họ. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, không có lệnh của ba, bất cứ ai cũng không được phép xuống thuyền nửa bước. Ai vậy? Mama, là tôi, Vũ Linh. Vũ Linh, tôi nói cho cô biết, trước đây đại thiếu gia có tiền đã mua quan tài gỗ làm tang sự cho mẹ cô, tất cả là 50 đại dương. Được lắm. Bây giờ cô là phượng hoàng trên cây rồi. Mama, tôi có thể ở lại đây không? Cô nói vậy là sao chứ? Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi có thể hát, có thể quét nhà. Kêu tôi làm chuyện gì cũng được, chỉ cần cho tôi ăn cơm. Vị thiếu gia giàu có kia đã lừa cô hay vậy sao? Tôi đã nói rồi mà, người có tâm khí quá cao như cô, người giống như chúng ta đây không thể nào một bước lên mây. Mama, bà có thể thu nhận tôi không? Được rồi, nể tình người mẹ vừa mới chết của cô, ở lại đi. Cảm ơn mama. Tôi nói điềm gỡ trước, tối nay cô phải tiếp khách cho tôi. Quy tắc cũ, cô hai tôi tám. Tôi không nuôi những kẻ lười biếng ở đây. Mama, tôi không được. Không được? Sao vậy? Được hay không? Làm được thì ở lại, không được thì cuốn gói. Được. Như vậy có phải ngoan không? Hiện trường rất sạch sẽ, ngoại trừ cái này là cùng một người giết chết Hỗn Giang Long. Xem ra thật sự có người đã nhắm vào tôi rồi, cho nên mới ra tay tấn công Mỹ Cúc và Hậu Kiệt. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra ai. Lão gia, mấy năm nay ông đã rất ít hỏi thăm thị phi giang hồ. Theo lý mà nói, chắc không có ai hận chúng ta đến nông nỗi này mới phải. Người này không động vào địa bàn của tôi mà chọn ra tay với người nhà của tôi, xem ra thật sự là nhắm vào tôi rồi.
Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Mấy người là ai? Có ai không? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Mấy người là người nào? Bà là vợ của Đường Anh Minh. Cô là ai? Là người muốn lấy mạng ông ta. Ông ta đã nợ nhiều mạng rồi. Cô muốn giết tôi để trả nợ cho ông ấy. Tôi muốn bà nói với Đường Anh Minh, bắt đầu từ bây giờ, mạng của ông ta chính là của tôi. Mạng của cả nhà mấy người đều là của tôi. Không, tôi xin cô, con của tôi vô tội. Tôi xin cô đừng làm hại con tôi. Chúng đều vô tội. Nếu cô giết người của Đường gia mới có thể giải tỏa nỗi hận của mình. Vậy cô cứ giết tôi đi, tôi chuộc tội thay họ. Tôi không giết bà. Đại thiếu gia, tôi tìm khắp Thượng Hải vẫn không tìm thấy phu nhân, cử thêm nhân lực tìm lại cho tôi. Rõ. Đại thiếu gia, sao rồi? Tôi dẫn nhà hoàng Tiểu Khiết trở về chùa. Có manh mối gì không? Không có. Một mặt thì người này không để lại bất kỳ manh mối. Ngoài ra, người trong chùa còn chuyển xác của họ đến nhà kho chứa củi, nên tôi không nhìn ra được gì hết. Anh nói xem, có khi nào người bắt cóc mẹ tôi đã hạ độc thủ với bà ấy không? Không có. Tại sao? Đại thiếu gia, tôi cảm thấy tên sát nhân này rất chú ý. Anh xem, trên người của đám A Trung bọn họ có súng, cho nên họ bị giết. Chúng ta đều nói trên người có thứ này sớm muộn cũng sẽ chết trong tay người khác. Nha hoàng tay không tất sắt, cho nên cô ấy không chết. Người trong chùa cũng vậy. Mặc dù phu nhân bị họ bắt cóc, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không làm hại bà ấy. Lần đầu tiên tôi nghe anh nói nhiều như vậy. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Rất tốt. Anh đi làm đi. Rõ. Lão gia, lúc nãy có người đưa một món đồ tới. Đi, đi xem thử. Là ai đưa tới? Thiếu gia, tôi không biết. Người vừa đưa tới thì đột nhiên không thấy đâu. Tại sao anh không ngăn anh ta? Anh làm ăn kiểu gì vậy? Mở ra. Ba, lỡ như trong quan tài này có cơ quan. Không sao. Dương Hồng, mở ra. Linh dị Đường Anh Minh, linh dị Đường Hào Cường, linh dị Đường Hào Kiệt. Báo đây, báo đây. Hơn 70 tên côn đồ Nhật đã phá quỷ nhà máy khăn Tam Hữu dưới sự bảo vệ của thủy quân lục chiến Nhật. Báo đây, báo đây. Tương gia của Bộ trưởng Nhật Segemitsu Aioi bị đốt cháy. Báo đây, thủy quân lục chiến Nhật tại Thượng Hải. Báo đây, báo đây. Bà nói xem đây rốt cuộc là sao? Những linh dị này, họ muốn nói với bà. Họ đã nghiền xương của ba thành tro. Nhưng họ còn báo một tin tốt với bà. Tin tốt gì? Trong này có bà dị của ba người chúng ta. Nói như vậy thì người này sẽ không ra tay với mẹ con. Thứ họ cần là mạng của ba người chúng ta. Vậy tại sao họ bắt cóc mẹ? Họ muốn bà rối, để bà sốt ruột. Chính vào lúc này, Đường Anh Minh ba không hỗn loạn.
Nào, Động thiếu gia nếm thử xem. Vũ Linh, cô còn ngay ra đó làm gì? Kính Động thiếu gia một ly đi. Mau. Động thiếu gia, tôi kính anh. Nào, uống. Cạn. Động thiếu gia, tôi nói cho anh nghe, tôi vừa thấy anh thì biết ngay anh là người tửu lượng cao. Anh hùng tửu lượng, tôi phải hầu anh uống một ly. Nào, mà hầu tôi uống à? Tôi hầu cậu uống. Cô cạn trước đi. Được, tôi cạn. Hay, hay lắm nha. Tôi cạn. Vậy, đêm nay cứ quyết định như vậy nha. Tôi ở lại đây, không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề, ở lại, đương nhiên phải ở lại. Vũ Linh cô nương cũng ngóng trông anh nhiều ngày rồi. Cô ấy là như vậy mà. Động thiếu gia, Vũ Linh cô nương của chúng tôi còn là đại khuê nữ hoàng qua. Không phải Động thiếu gia không biết quy tắc chỗ chúng tôi chứ. Của hồi môn phải không? Không phải của hồi môn thôi sao? Tôi vừa nhìn là biết anh là người hiểu chuyện rồi. Sáng sớm ngày mai, tôi đưa qua đây cho bà, được chứ? Lúc nào? Sáng sớm ngày mai tôi đưa qua, được chứ? Chuyện sáng sớm ngày mai thì ai chắc chắn được đây? Vũ Linh cô nương có bao nhiêu người nhung nhớ khuê nữ chúng tôi? Tôi nói cho cậu nghe. Tôi biết rồi. Bà nói vậy là sao? Bà không có ý này à? Động thiếu gia nói giỡn gì vậy? Đủ chưa? Tôi không có ý này. Vẫn chưa đủ à? Đủ chưa? Tôi... Đủ chưa? Động thiếu gia, cái này... Bà cầm hết đi. Được, đủ rồi, đủ rồi. Vậy tối nay tôi ở lại đây. Chắc chắn như vậy rồi. Vũ Linh cô nương chúng tôi. Vũ Linh cô nương, cô từ từ kính một ly rượu đi. Mama, vậy bà mau đi đi. Nhớ cài cửa lại. Cài cửa lại, nhớ cài cửa. Thủ hạ của cô tàn nhẫn thật. Xém chút đốt chết luôn bộ trưởng Segemisu Aioi. Tạo dụ mất tích các nhà ngoại giao. Sở trường của Nhật là tìm cớ để gây chiến tranh, không hạ thủ tàn nhẫn. Người khác làm sao mà tin? Tôi thấy ai cũng sẽ không tin. Chẳng qua họ chỉ cần cái cớ. Chúng ta tạo cái cớ cho anh ta, vậy là thành công rồi. Nào, ông chủ đường, chào ông. Chào anh. Ông chủ đường, ông kinh doanh tốt như vậy, tôi thật sự vui giùm ông. Cảm ơn. Tôi có một đề nghị, không biết có nên nói ra hay không. Mời chỉ giáo. Ông chủ đường, mua một con tàu sang trọng như vậy, trang trí rất tốt, nhưng phải thêm nhiều loại thiết bị, chắc chắn không ít tiền ha. Đúng vậy. Tôi chợt nhớ, anh cũng có mặt ở buổi đấu giá. Biết trước tình hình nguy hiểm như vậy, ban đầu tôi sẽ không cạnh tranh với ông chủ đường. Vận hành một con tàu sang trọng như vậy phải tốn rất nhiều. Mấy năm nay trên đất liền không yên bình, vật giá cũng cao. E là không có nhiều người dám trả bằng thẻ. Đúng vậy. Mỗi ngày ném nhiều đồng bạc ra ngoài, ai mà không bằng lòng cần tiền giấy. Sao vậy? Tôi có một người bạn có thể dùng tiền mặt đầu tư ngay lập tức, muốn tìm một đối tác, muốn làm quen một người bạn như ông. Ông thấy sao? Ngài nghĩ thay cho tôi thật rất chu đáo. Bây giờ tin đồn tẩy chay hàng Nhật giờ căng lắm. Tôi muốn dùng tiền của người bạn Nhật này, không phải tự chuốc phiền phức sao? Ông Murai Kanomatsu, tổng lãnh sự Nhật của chúng tôi, đã hẹn gặp thư ký trưởng thành phố Thượng Hải, nộp đơn phản đối với 5 yêu sách, bao gồm việc kêu gọi bãi bỏ phong trào tẩy chay hàng Nhật. Mong ông tin tưởng tình hình sẽ lắng xuống ngay lập tức. Được thôi, vậy tôi chờ xem sao đã. Động thiếu gia, cô mau lên, hôn một cái nào. Động thiếu gia, anh đừng làm vậy, anh uống say rồi. Cũng khá nóng tính hả? Được, ông đây thích thuần ngựa. Tôi cho cô biết, đêm nay tôi đã trả tiền. Tôi không đi đâu. Anh đừng như vậy,
Hôm nay tôi không tiện. Cô không tiện? Có gì mà không tiện chứ? Hay là ngày mai được không, Đổng thiếu gia? Không phải hôm nay. Đừng mà, Đổng thiếu gia, đừng mà. Đừng mà. Ba, đã là ngày thứ hai rồi. Con sợ mẹ. Dương Hồng có tin gì chưa? Dạ chưa. Đã tìm kiếm khắp nơi ở Thượng Hải và không ai dám làm như vậy. Ba thấy không phải do người Thượng Hải làm. Ba, nếu ngày mai vẫn chưa có tin của mẹ thì phải tính sao? Ba cứ nghĩ mãi, ai lại có thâm thù đại hận với nhà chúng ta như vậy? Ba thật sự không nghĩ ra. Con đi kiểm tra một lần nữa. Nào nào nào, mở bài. Lại thua rồi. Cục trưởng Cao không sao đâu, lần nữa nào. Ông chủ đường, sòng bạc trên cửa hiệu Vinh Hoa của ông đúng là môi trường đẳng cấp, trang thiết bị sang trọng, nổi tiếng bậc nhất tại bến Thượng Hải. Những thứ nước ngoài này thật sự rất kích thích. Tôi cũng thua sạch chip của tôi rồi. Nào, cho cục trưởng Cao thêm 2.000 chip nữa. Như vậy thì thật ngại quá, làm sao coi được chứ. Ông thích chơi thì chơi nhiều vào. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Ông chủ đường, tôi nói ông nghe chuyện này. Ông biết thiếu tướng Shiozawa của Nhật không? Không phải là chỉ huy của hạm đội được phái đi đầu tiên của hải quân Nhật đó sao? Chính là anh ta. Hôm nay triệu tập cuộc họp, còn nói không được áp dụng thủ đoạn tự vệ. Nhưng thị trưởng Ngô cũng không đồng ý yêu cầu của anh ta, chỉ hứa bắt được hung thủ và xin lỗi, còn đưa cho tôi một bản sao do Sở Cảnh sát Thượng Hải cấp. Theo tôi điều tra, người đánh người Nhật chính là người Nhật. Đây không phải gọi là lưỡng bại câu thương sao? Ông chủ đường, ông làm việc đi, tôi chơi thêm chút nữa. Được, tạm biệt. Dương tổng quản, đã tìm thấy một gói hàng ở bến tàu. Ở đâu ra vậy? Một chiếc xe từ phía xa ném xuống. Phu nhân, mẹ. Mẹ, mẹ đã về nhà rồi. Mẹ, mẹ nói con nghe, rốt cuộc ai đã bắt cóc mẹ? Ở nơi nào? Mẹ nói con nghe đi. Bây giờ con sẽ đưa người đi. Hôm nay có lật tung Thượng Hải lên cũng phải tìm cho ra người. Hào Cường, đừng vội. Người ta không làm gì mẹ hết, nhân nhượng cho khỏi phiền. Không sao, bỏ đi con. Dương Hồng, anh bảo vệ mẹ tôi tốt thật đó. Đường gia nuôi mấy anh làm gì vậy?
Hậu Cường, không phải mẹ của con đã về rồi sao? Con bớt hung hăng lại, cất súng vào cho ba. Mỹ Cúc, bà nghỉ ngơi tử tế. Dương Hồng, có, nói với tất cả mọi người, không ai được nhắc tới chuyện này. Nếu không, gia pháp bất dung. Tôi hiểu. Hậu Cường, chăm sóc mẹ con cho tốt. Dạ. Hậu Cường, qua đây với mẹ nào. Cậu canh ở đây. Rõ. Mẹ, mẹ nghe lời con đi. Mẹ cất súng này đi được không? Hậu Cường, mẹ không sao. Con mau buông xuống. Mẹ, con biết mẹ không thích món đồ như loại súng này, nhưng khẩu súng này đặt bên cạnh mẹ, con mới yên tâm. Bây giờ không phải mẹ vẫn yên ổn sao? Mẹ thấy nó thì trái tim run rẩy. Con mau cất đi. Như vậy được không? Mẹ, con để cây súng này ở đây. Lúc mẹ ra ngoài, bản thân không muốn mang theo thì để cấp dưới mang theo cho mẹ. Đứa nhỏ này, con đặt ở đây nha. Mẹ, mẹ bình tĩnh nói cho con nghe, rốt cuộc là ai đã bắt cóc mẹ? Mẹ thật sự không nhớ gì hết. Mẹ bị bắt cóc trong mơ hồ, rồi mơ hồ bị đưa trở về. Mẹ, mẹ không nói cho con biết cũng không sao. Sớm muộn gì con cũng tra ra người này. Con phải để cho toàn Thượng Hải biết ai dám động vào mẹ của Đường Hậu Cường. Con phải khiến cho họ chết. Hậu Cường, em trai con và mẹ bị bắt cóc đều là nghiệp do người lớn chúng ta tạo ra. Mẹ không muốn thấy mọi người cứ đánh đánh giết giết nữa. Mẹ muốn sống những tháng ngày bình yên. Con hãy nghĩ cho mẹ. Mẹ, mẹ cũng biết bây giờ người ta đưa quan tài đến tận đường gia chúng ta rồi. Đường gia còn sĩ diện gì đây? Con không nuốt đôi cục tức này. Mẹ bị bắt cóc, mẹ không sợ. Mẹ thấy con nổi nóng lên thì mẹ thấy lo. Con không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Mẹ, lần trước con bị thương chỉ là ngẫu nhiên thôi. Sau này con sẽ không bị thương nữa. Sao mẹ có thể không lo? Cái tính nóng của con, từ nhỏ mẹ đã lo lắng rồi. Con phải an toàn cho mẹ. Nếu không thì mẹ... Con có nghe không? Mẹ yên tâm, mẹ bảo vệ con. Con không bị thương nổi. Ba, Hậu Cường, con ra ngoài chăm sóc khách chút đi. Chỗ này có ba rồi. Mẹ, vậy con ra ngoài. Con đi đi. Dạ. Nhớ cẩn thận. Mỹ Cúc, mấy ngày nay bà không ăn cơm, ăn chút cháo đi. Ông bận việc bên ngoài như vậy còn tới chăm sóc tôi. Tôi không chăm sóc tốt cho bà để bà phải sợ hãi. Nào, ăn chút cháo đi. Anh Minh, ông không muốn hỏi tôi chuyện hôm nay sao? Ông chủ Tôn hỏi mượn 50 đồng đại dương. Cho mượn đi. Rõ.
Cái này là từ đâu ra? Là họ đặt lên người tôi. Tôi nghĩ chắc là họ muốn để tôi mang đến cho ông xem thì phải. Ông có biết họ là ai không? Tôi không biết. Tôi còn tưởng ông thấy những đóa hoa nhài này thì biết đó là ai. Vì họ không muốn cảnh cáo ông đúng không? Trước tiên là Hầu Kiệt, hôm nay là tôi. Tiếp theo có khi nào họ sẽ ra tay với Hầu Cường không? Tôi thấy lo lắm. Cô ta còn nói có thù với ông mà muốn giết ông. Nhưng tại sao cô ta lại không giết tôi? Họ không phải nhắm vào bà, mà muốn dùng bà để cảnh cáo tôi. Mỹ Cúc, bắt đầu từ hôm nay bà đừng xuống thuyền. Nơi này an toàn cho bà. Tôi không nhìn thấy họ, nhưng tôi nghe ra giọng nói của phụ nữ. Phụ nữ. Thả tôi ra. Anh muốn làm gì? Tôi là khách ở đây. Tiêu tiểu thư, lão gia chúng tôi rất cảm kích cô đã không chỉ ra Hầu Kiệt, nhưng hy vọng cô lập tức rời khỏi cửa hiệu Vinh Hoa. Sau này không được phép gặp lại đại thiếu gia. Tôi chỉ gặp đại thiếu gia một lần. Anh ấy đã cứu mạng tôi. Tôi không thể bỏ đi như vậy. Ân tình này cô đã trả cho Đường gia rồi. Chúng tôi biết cô cũng không sống dễ dàng. Tôi sẽ đưa tiền cho cô, nhưng cô cần phải rời đi, càng xa càng tốt. Sau này không được phép gặp lại đại thiếu gia. Tôi không cần tiền. Anh cho tôi gặp anh ấy một lần đi. Gặp xong thì tôi lập tức đi ngay. Tôi đã nói không được. Nếu cô cứ quậy, tôi sẽ không khách sáo đâu. Dương Hồng. Đại thiếu gia, tôi tìm anh rất vất vả. Dương Hồng, là anh cho người đưa cô ấy rời khỏi đồn cảnh sát đúng không? Phải không? Không phải anh ấy. Lúc nãy anh ấy nói muốn cảm ơn tôi vì đã không chỉ ra nhị thiếu gia Hầu Kiệt, còn nói muốn cho tôi tiền. Anh ấy là người tốt. Có phải anh ta cho người giết cô? Không phải. Những gì tôi nói đều là sự thật. Thật ra tối hôm qua tôi đã tới đây, nhưng họ không cho tôi lên thuyền. Họ không tin tôi là bạn của anh, cho nên hôm nay tôi mới ăn mặc như vậy đến tìm anh. Dương Hồng, anh giỏi lắm. Trước giờ chỉ nghe lời ba tôi, bây giờ anh giỏng tay mà nghe cho rõ đây. Đây là người phụ nữ của tôi. Có nghe thấy không? Tôi nghe rồi. Cô ấy là người phụ nữ của anh. Đại thiếu gia, cuối cùng tôi cũng gặp được anh rồi. Tôi sẽ cho người đưa cô tắm nước nóng, đem vài món để cô ăn. Sáng ngày mai chúng ta gặp nhau.